Xin chào các em thân mến, chào mừng các em đến với kênh Thầy Dùng Ly. Đây là video thầy ghi hình lại tóm tắt ngắn gọn của nội dung của chuyên đề số 4 ở chuyên đề nhận biết chất phần thứ tư, phần cũng là phần cuối cùng, nhận biết chất không sử dụng thuốc thử bên ngoài và nhận biết chất bằng những thí nghiệm cho sẵn. Thì video này thầy có ghi hình cụ thể là bài giảng, thì bạn nào cần thì các bạn lấy lại cái link ở phía dưới video nhé, link ở phía dưới video, link bài giảng cụ thể. Còn đây là bài tóm tắt lại thôi, video tóm tắt lại bài giảng của thầy. Đầu tiên là nhận biết chất và nhận biết chất mà không sử dụng thuốc thử bên ngoài. Các bạn nhanh các bạn là dừng video để xem lại. Đấy, đây là phân tích định hướng và đây là cách giải của phân tích cụ thể. Bài thứ hai cũng vẫn là bài tập nhận biết chất không sử dụng thuốc thử bên ngoài, và trong bài này nhận thấy rằng nó có múi gốc HCl bằng múi gốc HCl bằng. Đây, cho nên chúng ta sẽ sử dụng phương pháp đun nóng. Ngoài phương pháp phổ thông thường dùng đó là trộn các mẫu thử với nhau từ đôi một có kết quả. Bài thứ ba, thầy nghĩ rằng đây là cái dạng bài tập khó. Dạng bài tập khó, tất nhiên trong từng dạng bài tập thì có bài khó bài dễ, đúng không? Đó là nhận biết chất bằng những thí nghiệm cho sẵn. À, người ta cho một loạt hóa chất cần nhận biết, tất nhiên là mất nhãn rồi, đúng không? À, đợt đánh số thứ tự, và người ta làm một số thí nghiệm cụ thể, à, và dựa vào những thí nghiệm, chỉ dựa vào những thí nghiệm đề bài đã cho xác định được chất đó. Một ba là gì, ba bốn là gì. Đây là cách làm, các bạn theo dõi link cụ thể ở dưới nha. Bài số 5, bài thứ tư thì đây, bài thứ ba, bài thứ tư đúng cũng là những bài như vậy, cũng phân tích định hướng xác định các hóa chất trong bài giảng. Bài cuối cùng cũng nhận lại là bài tập nhận biết chất không sử dụng thuốc thử, trong bài này lại cũng liên quan đến việc nhận biết chất bằng việc xác định hiện tượng khi chúng ta dựa vào thứ tự phản ứng. Lúc này như vậy, dạ ok. Các bạn muốn theo dõi cụ thể bài giảng cụ thể thì các bạn mở đường link ở phần mô tả trong video. Chào các bạn, rất mong các bạn có những trải nghiệm quý, trải nghiệm hữu ích khi đến với kênh của thầy. Cảm ơn sự theo dõi các bạn, và nếu như những tài liệu bài giảng của thầy giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập bộ môn thì rất mong nhận được những lượt like, chia sẻ, giới thiệu bài giảng thầy đến với bạn khác. Ok, chào bạn.